Set của nhà mình là hôm nay là ăn lẩu hải sản bao gồm cả đồ uống là 150k một suất đó. Đây là thanh thanh cua này, đấy, há cảo này, đây là gì, đây là mực cả mực tôm này đó, thịt bò này, xúc xích này, đấy, rồi là viên chiên này đó, nhiều món nhỉ. Đậu này mình không gọi đậu. Em ăn đậu gà, gà cũng được, gà cũng được anh ạ. Đấy. Cũng được, cũng để đấy gà ăn được, nấm đó, ngon nhỉ. Thịt bò rất là tuyệt vời, nhiều món quá. Đấy, rau có rau thì có rau gì nhỉ, có ngoài rau muống không? Có rau muống, mỗi rau muống thôi đúng không? Ừ, cũng được. Sau đợt này cũng rau. Thế là bây giờ sôi rồi thì bố Hữu Huy cho vào đi. Sữa ơi, sữa ơi, sữa sao tại sao cứ phải can thiệp nhỉ? Đấy là nhà các bác mà, đến đây mình đến đây là mình là người lạ mà mình cứ làm như là nhà mình đi nhỉ, hả, như là kiểu nhà mình đó. Bây giờ là nghe còn nó mới cậy gần chuồng nữa, mình thì có gần đâu mà mình cứ tinh tướng nhỉ. Thành cua như thế hả? Thành cua như là không có cua nhỉ. Sữa ơi, bạn nó có làm gì con đâu? Cáu. À, ai bảo vừa lấy ve vãn chồng nó là nó chọc cáu. Nhờ, bạn béo kia. Bạn béo kia, bạn cứ ve vãn chồng của sữa là sữa nó cáu. Nó mang đi rồi, hiện giữ đây rồi. Giữ đi mẹ. Cái thanh cua này. Cái thanh cua này người ta hay người ta hay cho vào trong chín cho nó chín. Người ta hay làm đồ cuốn ấy, cuốn của Nhật ấy. Nó là cua đâu. À không, nó không phải là con cua, nó là cái thanh cua mà người ta hay làm đấy. Món sushi tôi biết gì. Anh để cái gì thôi. Cho cả vắng đậu vào cho nó chín luôn rồi. Vắng đậu nó nhiều. Thì cái viên này vẫn phải cho vào mà vẫn phải chín đấy. Không phải luôn đâu. Bao nhiêu đồ phải